Đây anh em này, có hai anh em chuẩn bị sang câu đây. Đã câu xong quả này thì em đánh cần máy cho hai anh em đánh cần tay nhá. Đây vẫn còn ván mà. Rồi, quả cầu huyền thoại các bác nhá. Rồi. Đấy, ván vẫn còn. Có sang được còn đuôi sợi. Cứ bình tĩnh đấy, vẫn còn ván. Đi đi câu cá rồi, nội quá này. Câu cá này chết. Cái nỗi này không để ý đi, nỗi này cỏ mọc hết lên rồi nó dính đầy người rồi này. Toàn có lão rồi. Anh kia trọng lượng hơi nặng nha. Tụt tụt cầu. Ok. Không biết là hôm nay có lên con hàng nào to anh em xem lâu để không vam con nào khoảng 5-6 cân. Muốn thử sức cái cần tay xem kéo con 5-6 cân không. Ui dồi, mất hình. Chúng thế mà cũng không đọng vừa đâu. Số đại của nó đấy. Xả mồi anh em ơi. Xả mồi đây. Tâm bắt đầu lẩy anh em ạ. Cá bây giờ mới vào ổ này. Ấy. Ủa đồ phi to quá. Ủa rồi. Ủa ôi. To quá, to quá. Wow. Wow 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 wow. Con đồ phi đầu tiên to như tổ bố thằng cướp. Đóng trọn vẹn 5 lưỡi vào mặt. Anh em thấy dã man chưa? Ôi dồi ôi, con này phải cân. À không, 7-8 nạ này. Chỉ 7-8 nạ. Ừ, to, ôi khỏe quá. Đấy, anh em này, cầm cá phải cầm như em ấy. Các bác đừng có cầm một con cá nhá. Nhỏ bác cứ cãi ngang với em này. Phải cầm như thế này cho nó dễ thoải mái, gỡ từng lưỡi ra. Đây, em biểu diễn cho các bác xem. Mà em gỡ nhỉ. Chưa bao giờ vào tay được các bác nhỉ. Cái chân trống nó mới quay nó rồi. Không bao giờ vào tay được. Nhiều anh em không biết thì cứ bảo là cầm một cá cái kìm kẹp đừng kịp kẹp vậy nó đóng 5 lưỡi cứ gỡ từng lưỡi một này đấy chắc cái này làm sao mà to tay được đấy cho dễ thoải mái luôn mặc dù là cá to để nói chung là con cá rô phi thôi con cá mà cá to hay cá chấm hay cá ấy mà nó khoảng 5-7 cân là đúng anh em phải dùng kìm đấy kìm gỡ lưỡi thì cả để cá nằm dưới nước càng dễ gỡ còn này nó đầu nó dễ càng đóng sâu. Càng đóng sâu càng đau mà càng đau lại càng phải dẫy. Đấy. Ok. Được. Cá to. Đứt luôn cái dép này, gỡ cá đứt luôn cái dép đau lòng. Khai mạc đợi em đầu tiên các bác nha. Ôi trời ơi, đại gớm thế. Dã man quá. Lạt. Quá là ok. Chết giờ được tối cái dẹp.
Đấy, anh em gỡ phải cứ gỡ nhẹ nhá. Cứ yên tâm mà gỡ, không bao giờ vào tay được. Con cá cứ dễ cỡ nào cho dễ thoải mái. Câu nhận quần lưỡi ngũ là đánh chất rồi. Không biết đội này làm cái keo bằng cái lưỡi các bạn này. Không biết là cái keo gì mà chắc nhỉ, dễ thế mà không bung keo ra. Quả keo chất lượng đấy. Mồi to bắt cá to này. Lưỡi chìm xuống mà mồi lên trên này. Dễ cho cá to này. Ui. Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất trong ngày anh em ạ. Wow, cái gì thế vậy? Câu cá cái gì thế vậy? Cảnh tượng đẹp nhất trong ngày các bác ạ. Thật cá thế này nó gọi là siêu siêu bá đạo. Dã man. Sướng thế nhỉ? Đấy anh em thấy chưa? Mồi ủ đánh nục chưa? Dã man siêu bá đạo. Cái này họ đóng thêm con nữa, ba con đi. Đẹp tuyệt vời. Những con sọc đôi này gỡ thận anh em nhé, mọc lưỡi từ từ nhẹ nhàng đấy, gỡ từng lưỡi một em. Dãy cái gì mà dãy, một em ra bà. Wow, con này đóng sâu lắm. Wow. Dạ. Cái gì thế này? Một phát hai em dã man. Con này gầy quá. Gầy mà chúng tôi cũng bảo rõ hết. Gầy mấy béo là cũng thịt hết. Một em. Con này cái dày mình hơn này. Cảnh tượng đẹp nhất trong ngày. Hai em. Gầy mấy béo chúng tôi này. Quá đẹp. Thank you.
chuẩn men, hàng chuẩn men, hàng đẹp, hàng đẹp, hàng xịn. Wow, ra ngoài hàng xịn mỗi tội trông hơi gầy. Băm, ui, ui. To, 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 to. Băm quá đẹp thế. Nhưng con này nó băm quá đẹp thật đấy, băm lún lún phao luôn. Sợ thật. Anh em nhìn rùa to chưa? Quá kỳ khủng, con này băm quá đẹp thật, lún phao luôn. Lún phao luôn. Thích hết cả mắt. Dập. Cá con cá chỉ cần dập 3 phát liên tục là chắc chắn là sẽ chết. Chỉ sợ một cái dập thì kiểu như là đá qua này, khó dập chứ. 3 cái liên tục này không thể thoát được. Con này nó còn to này anh em này, lên bờ luôn. Tóm quả kinh khủng luôn đấy. À, nghe mình chưa? Tóm quả dã man. Chuẩn hàng đẹp luôn các bác nhá. Chuẩn hàng đẹp cho rõ. Chua. Rù vịt to lắm, sướng hắn này. Ngạch thế nhỉ. Chẹo hết cả lưỡi, sợ.
ui, chui anh em ơi. Hàng rồi. Ui. Chạy rồi con chó. Ui. Đấy mới là hàng các bác ạ. Đấy mới là hàng rồi. Ui, chui khỏe lắm. Chui khỏe lắm nhưng rất tiếc cần của tao phải hơn chúng mày. Rất tiếc cần của anh lường phải hơn. Con này phải dòng lúc nữa mới mệt được, lâu lắm mới đóng được hàng to. Đã quá. Con này nó nuôi thẳng là dễ mất anh em nhé. Nhưng mà nó không ngờ là dây em là dây dù. Lỗi chưa, lỗi chưa. Mày không ngờ dây tao dây dù đúng không? Đứt làm sao được. Đẹp, 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 đẹp. Một lúc là lỗi ngay mà anh em ạ. Không ngờ dây anh mày là dây dù đúng không em? Wow. Đấy, chất nơ anh em ạ. Giỏi đánh hay trôi thế. Cái giống cá trôi này nó chỉ khỏe cái lúc đầu có lôi, về sau là lôi mãi nó oảng ngay, yếu ngay. Không sao, được hàng đẹp. Ý, được hàng đẹp này là vui rồi. Đỏ lắm mê, được con bự bự cho anh em xem nhá. Đã thật, nuôi chùi đã thật đấy. Bố ta thở này. Hết hơi. Này là nên là hết hơi rồi. Sướng quá, đẹp. Rồi, cho dọn lại. Phải yên đấy nhỉ. Nó yên yên này, hay cá to nó vào. Nó vào, đồ phi nó không dám vào nữa. Đấy nó phải, đấy nó phải đi nó nuốt cả nó đi. Sao em mút rồi cắm cần máy mà chưa đóng con nào này ấy ui mẹ đấy. Mãi giờ được một cháu, mãi giờ anh mới được một em đồ phi. Cắm nữa em máu tay rồi. Giống này tí về cho anh em thấy gọi nha. Em cầm nhá, cầm cái nhá. Trời đấy, này có khăn mặt thì cầm nó đỡ chơi. Đó. Con này bằng một nửa con của anh Bơm. Ăn mút nữa. Ui. Đờ rít. Quả này được, của nó đấy. Rô phi hồng tươi. To chào á. Nó đều đều lại lấy, ngon. Dậy. Dậy, ui, chờ nó. Đờ rít. Vào chuồng đẹp. Giống chim phao là nó mút rồi, không đóng gì. Cắn nó kéo đi rồi chìm. Chứng tỏ con ấy to, mồm nó to, lưỡi không dính được. Yên không tí gió à. Ôi, mày nó còn dâm ấy, còn nắng thì chết.